Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nguy kịch và những bê bối trong chính trường Việt Nam. Cuối năm 2022, chính trường Việt Nam đang hết sức gay cấn bởi hàng loạt sự kiện diễn ra. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ông Thành được cho là vắng mặt trên truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt nửa tháng nay, gây rất nhiều tin đồn đoán trong dư luận. Liệu có phải ông Lê Văn Thành lâm trọng bệnh hay không, hay đã đào tẩu ra nước ngoài để tránh những thanh trừng khốc liệt trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam? Đây là hình ảnh theo cổng thông tin điện tử của chính phủ. Ông Phó Thủ tướng vẫn làm việc bình thường. Hãy xem lịch công tác trong tháng 11 năm 2022 của ông Thành. Sáng ngày 4 tháng 11, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, trước khi kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có 15 phút tham gia làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc lập phê duyệt quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2022, nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã dự phát biểu trực tuyến tại diễn đàn cấp cao tại Thượng Hải, Trung Quốc. Vào ngày 10 tháng 11, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc hội đồng thẩm định quy hoạch lâm nghiệp quốc phòng quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050. Lần xuất hiện gần đây nhất là ngày 12 tháng 11, ông Thành đến dự ngày đại hội đoàn kết toàn dân thuộc khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tuy nhiên, theo thông tin nội bộ cho biết, khi trở về Hà Nội, ông Lê Văn Thành liên tục bị ngất xỉu và nôn mửa. Được đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đội 108 suốt một tuần nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình đã xin phép Trung ương đưa ông Thành sang Nhật để điều trị. Vào ngày 20 tháng 11, máy bay đưa ông Thành rời Nội Bài đi Tokyo, Nhật Bản. Ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phân công cho hai Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam tạm thời đảm trách điều hành phần việc của ông Lê Văn Thành tại Văn phòng Chính phủ. Địa chỉ đầu tiên bệnh nhân Lê Văn Thành đến là một bệnh viện tại Tokyo. Tại đây, ông được chẩn đoán ung thư bạch cầu cấp tính và nhanh chóng được chuyển sang bệnh viện ung thư quốc tế tại Osaka. Tuy nhiên, bệnh tình ông Lê Văn Thành diễn biến rất nhanh, phức tạp và quá nặng, nên các giáo sư y khoa hàng đầu tại đây đã phải bó tay. Dự kiến vài hôm nữa, ông Thành sẽ được đưa trở về Việt Nam. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bị bệnh lạ hay bị đồ độc phóng xạ như những lãnh đạo cấp cao trước đây? Câu hỏi này còn đang bị bỏ ngỏ. Và có lẽ người dân sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật, bởi bệnh án của ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng như của các lãnh đạo cấp cao khác trong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ được công khai cho dân chúng biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh từng được báo Đảng bưng bít về tình trạng sức khỏe thật của mình. Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương nằm ở đâu? Bởi thêm điểm 2, mục 2 quy định năm 121 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về các chế độ thăm khám, theo dõi sức khỏe của cán bộ lãnh đạo cấp cao, trong đó có Phó Thủ tướng là được bác sĩ theo dõi sức khỏe, thăm khám sức khỏe ít nhất một lần một tuần hoặc hàng ngày tùy theo diễn biến sức khỏe của cán bộ. Nhưng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương đã không phát hiện được tình trạng sức khỏe của ông Phó Thủ tướng có vấn đề cho đến tận khi nguy kịch. Vào ngày 23 tháng 11, trong khi cán bộ đảng viên đang bàn tán về số phận của bệnh nhân Lê Văn Thành, thì chính phủ lại làm một động tác giả để đánh lừa dư luận xã hội. Đó là ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1453 phân công ông Lê Văn Thành làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025. Cũng cần nói thêm, những bê bối ông Thành có trong quá khứ thời ông làm giám đốc công ty xi măng Hải Phòng kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng hiện vẫn còn lưu trữ trong hồ sơ của Bộ Công an, cũng như rất nhiều sai phạm khác trong thời kỳ ông làm lãnh đạo tại Hải Phòng hiện đang được điều tra. Trong diễn biến mới nhất, hôm 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xi măng Vincent Hoàng Thạch, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Bao bì Hoàng Thạch. Đây là hình ảnh việc bắt giữ được báo chí trong nước đưa tin vào ngày 18 tháng 11. Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng bắt giam ông Nguyễn Văn Trảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bao bì Bỉm Sơn và Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bixem Bao bì Bút Sơn. Hai nhân vật bị bắt có mối quan hệ với ông Lê Văn Thành rất chặt chẽ. Những thanh trừng phe phái liên tục đã có phần nào phơi bày lỗi của hệ thống và thể chế chính trị. Một nhà nước ở đó, kẻ có chức có quyền, dễ làm tiền và rút ruột công quỹ, đó là lấy tiền của dân.
tất cả đều liên quan đến cơ chế lỏng lẻo của nhà nước xã hội chủ nghĩa như soạn luật phục vụ nhóm lợi ích, lũng đoạn chính sách, đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, hợp tác xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, quy hoạch xây dựng, vân vân. Khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đi được 1/3 đoạn đường, nhưng đã bộc lộ rất nhiều bê bối chưa từng có. Nạn tham nhũng, hối lộ, xem ra đã lan đến thượng tầng chính trị, bệ rạc ngay trong hàng ngũ tinh hoa trong Ban chấp hành Trung ương Đảng. Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kéo dài thêm được bao nhiêu nhiệm kỳ nữa đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nguy kịch và những bê bối trong chính trường Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 4 lý do khiến cho Việt Nam không một dòng tin nào về biểu tình ở Trung Quốc. Có những phân tích thì cho rằng Việt Nam có 4 lý do để né tránh không đưa tin về biểu tình tại Trung Quốc, đó là: thứ nhất, lãnh đạo của Việt Nam sợ chính quyền Trung Quốc phật ý. Thứ hai là sợ người dân Việt Nam biết sự thật về Trung Quốc. Thứ ba, thật sự ban tuyên giáo cũng đang rất lúng túng, không biết xử lý ra sao. Và cuối cùng, nguyên nhân bao trùm tất cả là đấu tranh nội bộ trên thượng tầng của Ba Đình hiện nay đang vào hồi bùng bét. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương không đưa tin vào những vụ biểu tình trên đất nước bạn. Về lý do thứ nhất, lý do này hết sức thuyết phục. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến thăm lịch sử Trung Quốc cách đây hơn một tháng. Tại cuộc thăm viếng này, chắc hẳn ông Tập Cảnh Bình đã dặn dò ông Trọng về nhà phải hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc cách mạng màu, đặc biệt là phải hết sức canh chừng, không được để cho bất cứ kẻ nào can thiệp vào bước tiến chung giữa hai đảng, hoặc bất kỳ thế lực nào làm lung lay nền tảng thể chế trong sự phát triển giữa hai nước, cho dù cam kết này chỉ thấy trên đài truyền hình Trung Quốc, chứ không có trong các bản tin của thông tấn xã Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng được ông Tập Cảnh Bình đón tiếp long trọng tại Bắc Kinh. Lý do thứ hai có liên quan rất chặt chẽ với lý do thứ nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ người dân biết được những diễn biến ở Trung Quốc. Sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi Trung Nam Hải đón tiếp ông Trọng tại Bắc Kinh vào hôm 1 tháng 11 năm 2022, dường như cả hai ông Tổng Bí thư vẫn chưa hết xúc động sau 21 loạt đại bác chào mừng. Xem cách ông Trọng khoe với cử tri Hà Nội về việc Trung Quốc đã nghênh tiếp ông như thế nào, cho thấy ông Trọng vẫn còn choáng ngợp trước phong cảnh này. Chính vì vậy mà Hà Nội không bao giờ muốn và cũng không bao giờ dám lan truyền những hình ảnh mang tính đoàn kết và chia sẻ sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc từ khắp 30 thành phố, trong một bối cảnh khá quen thuộc tương tự như Việt Nam vào những năm trước đây. Đây là hình ảnh người dân Vũ Hán cùng nhau xô đổ hàng rào thép do nhà cầm quyền dựng lên. Lý do thứ ba cũng có khả năng. Hiện nay, Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tỏ rõ sự lúng túng, không biết xử lý ra sao với trường hợp này. Từ trước đến nay, cỗ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã hô hào rất nhiều về những thành tích vượt bậc của các chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm, về hiệu quả của vaccine Trung Quốc, v.v. Vậy mà bây giờ sao có thể nói ngược lại được? Một thế khó nữa của Trung Quốc đó là đích thân ông Tập Cảnh Bình đã mang hết uy tín của mình ra để áp đặt cho chính sách Zero Covid, có nghĩa là không có Covid. Vậy làm như thế nào tìm được một ngõ thoát mà có thể tránh cho lãnh tụ tối cao này phải nhận sai lầm? Trong những điều kiện đó, giới phân tích cho rằng chế độ Trung Quốc không sợ những người biểu tình trên 30 thành phố vì đảng và nhà nước này đang có trong tay rất nhiều công cụ đàn áp khá hữu hiệu. Điều mà ông Tập Cảnh Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ hơn cả có lẽ là sự hoài nghi, chán ngán, ngấm ngầm lan rộng trong số 1,5 tỷ dân tại quốc gia này. Ban tuyên giáo của Hà Nội không hiểu được, tại một quốc gia với một bộ máy kiểm duyệt và theo dõi công dân càng lúc càng chặt chẽ như ở Trung Quốc, động cơ nào đã thúc đẩy người dân xuống đường, mà ngay cả thanh niên, sinh viên cũng tham gia rất đông đảo. Người biểu tình đã dương cao một tờ giấy trắng, họa hẳn lắm mới vang lên những khẩu hiệu như đòi tự do hay khẩu hiệu không cần xét nghiệm mà cần thức ăn. Cũng có những biểu ngữ thể hiện tình đoàn kết với người dân ở Tân Cương sau vụ một chung cư bị hỏa hoạn. Nhân viên cứu hỏa chạm đến hiện trường do các biện pháp phong tỏa chống dịch đã ngăn các xe cứu hỏa đến đây để phun nước kịp thời. Có một vài nơi thì hô hào đòi lãnh tụ Trung Quốc từ chức. Cộng đồng quốc tế thì ngạc nhiên trước làn sóng phẫn nộ này từ một phần công luận Trung Quốc
và kèm theo là câu hỏi khát vọng tự do đó có là mối đe dọa với Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Dưới hình ảnh khi nào Trung Quốc chấm dứt chính sách Zero Covid, câu hỏi được một bài báo trong nước đăng hôm 9 tháng 11. Lý do thứ tư có thể đây là lý do bao trùm tất cả những lý do khác. Đấu tranh nội bộ trên thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Ba Đình hiện đang hồi bung bét. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương không khuấy đảo những vụ biểu tình trên đất nước bạn, làm gì cho thêm phần phức tạp. Đấu tranh nội bộ trên thượng tầng Ba Đình không phải chỉ là mới xuất hiện trong những tuần này, tháng này. Nó là như một cơn địa chấn đang rung lắc cả bốn cái ghế trong tứ trụ suốt cả một năm nay. Sáng sáng, người dân trong cả nước thức dậy với câu hỏi đầu tiên là hôm nay có vụ té lầu hay đẩy té lầu nào mới không? Lại có tin lan truyền khắp Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm hoặc cũng có thể có trong tháng này sẽ có cuộc họp trung ương bất thường, sau đó sẽ họp quốc hội bất thường. Tin họp quốc hội thì đã có kiểm chứng, còn tin trung ương họp bất thường thì chưa. Nhưng khi quốc hội xử lý những vấn đề bất cập nào đó thì dứt khoát phải do trung ương cầm tay chỉ việc. Một sự ngẫu nhiên của lịch sử 25 năm sau, sự biến cố tại Thái Bình đã nổ ra năm 1997. Năm nay, tổng kết của ông Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn về nổi dậy ngày ấy đang được ôn lại rằng ngọn lửa của sự bất bình từ người dân đang cháy lên ngay dưới những chiếc ghế của lãnh đạo. Và bây giờ, sự bất mãn ấy đã biến thành những con mối. Chưa hiểu biểu hiện ra bên ngoài, nhưng chúng âm thầm ăn ruỗng, nát trụ đỡ của lòng dân, kể cả vào các thiết chế cao nhất. Nếu suốt 25 năm trời mà những người cầm quyền vẫn hư hỏng, vẫn thoái hóa, biến chất, đè nén, áp bức người dân, thì đó không còn là lỗi thuộc về những cá nhân cụ thể nữa. Nó đã trở thành khiếm khuyết trầm trọng của cả hệ thống chính trị cầm quyền. Chỗ này thì Việt Nam, Trung Quốc quả thực song song như mặt gương với mình vậy. Thì đưa tin tiêu cực về nước lạ làm gì cho Ba Đình thêm nhức đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin 4 lý do Việt Nam không một dòng tin nào về biểu tình ở Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.